Các cầu thủ U23 Việt Nam đã về nước vào ngày 22 tháng 12 mà thiếu vắng Lee Bang So và trợ lý Lee Yong Jin, hai người quan trọng nhất trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, vẫn đang ở Hàn Quốc dành thời gian cho gia đình và họ sẽ sang Việt Nam vào ngày 24 tháng 12 tới. Các cầu thủ cũng được nghỉ xả hơi 2 ngày trọn vẹn và họ sẽ quay trở lại tập luyện vào ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có khí hậu tương đồng như Thái Lan. Địa điểm diễn ra vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương trên sân Thống Nhất vào ngày 28 tháng 12. Sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, toàn đội sẽ bay sang Thái Lan để tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trước khi lên đường sang Thái Lan, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ rút bớt danh sách cầu thủ từ 28 người xuống còn 23 người. Theo kế hoạch, tại xứ sở Chùa Vàng, thầy trò Lee Park Hang Seo sẽ có cuộc tổng duyệt cuối cùng bằng trận đấu tập với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1 tới.